Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là sáng ngày chủ nhật ngày 8 tháng 9 2024 anh em. Thì một lần nữa cảm ơn mấy anh em gần xa, ở đặc biệt là mấy chú mấy anh ở miền Tây ha. Thì trước đây 2 ngày mình có thông báo là mình có chuyến đi miền Tây á, thì mấy chú mấy anh ủng hộ rất là nhiệt tình, phải nói là rất là nhiệt tình. Nhưng mà do công việc nó cũng hơi bận rộn cho nên là có một hai khách mình không có chốt được, người ta tính mua hàng mà mình không có chốt được anh em, do mình nghe điện thoại trễ hoặc là mình không có deal được cái giá, không có thương lượng được cái giá do nó hơi bận, cho nên là mình không có gọi cho khách nhiều, cho nên là người ta đổi ý mọi người, người ta mua đơn vị khác hoặc là người ta chơi kiểu khác đó, thì cũng rất là tiếc ha, xin lỗi mọi người. Thì anh em nào chốt được thì mình rất là cảm ơn. Thì hôm nay em chốt được cũng 4 khách anh em, 4 khách. Em chiên ra làm 2 chuyến. Hiện tại ngoài sau lưng em là một khách ở Cây Lậy. Em đi chuyến thứ nhất, em đi xong chuyến này về rồi em đi An Giang nha. Mấy chú ở An Giang thì chiều nay sẽ nhận hàng, còn anh ở Cây Lậy thì anh nhận sớm. Đó thì ở ngoài sau em là một cái hệ đại diện cho một cái hệ năng lượng mặt trời, mà cái thời điểm hiện tại, hiện đại anh em, hiện tại gồm có 6 tấm pin. Anh em có thể chọn 6 tấm pin bao nhiêu watt cũng được, bao nhiêu watt cũng được nha, và lấy pin loại nào cũng được đấy, thậm chí anh em lấy pin B cũng được, pin loại B cũng được nữa. Đó, hiệu suất nó thấp hơn và cái tuổi thọ của nó có thể không bằng, nhưng mà pin B vẫn sử dụng được nha. Theo mình khảo sát thì trong khoảng 5-6 năm đầu thì pin B vẫn sử dụng được. Tuy nhiên là kênh miền Tây Solar của tụi em thì không có bán pin B nha, em bán toàn pin A và toàn là mono hết đấy. Thà không chơi thì thôi, chúng ta chơi cho nó đàng hoàng. Pin A với pin B nó cách, ví dụ như nó cách nhau nhiều, 300.000 tấm đi, 300.000 tấm anh em mua 10 tấm thì nó cách có 3 triệu thôi đó, chúng ta cũng chỉ có 3 triệu thôi để chúng ta lên từ cái dàn pin B qua cái dàn pin A. Vậy thì làm sao không chơi pin A mà chơi pin B? Cái tấm pin B là nó ghê lắm nha, anh em mua về coi chừng là ân hận đấy. Nói chung là mình không có bán nhưng mà mình cũng đã tiếp xúc với pin B rất là nhiều, thậm chí pin C luôn á, giá rẻ bằng nửa pin A luôn đó. Anh em ở thị trường bán nhiều mua cũng nhiều đó, nhưng mà phải chú ý ha, chú ý lên không có nhiều tiền đâu. Cái thứ hai nữa thì phần inverter thì anh em có thể chọn inverter bám tải off grid hoặc là hybrid đó. Thì khi mà chọn inverter nào á, anh em phải coi mình đang ở cái vùng như thế nào đó, mình ở dưới sông khác, mình ở trên cạn khác, mình có điện lưới khác, mình không có điện lưới khác, gia đình mình xài ít khác, gia đình mình xài nhiều khác, và túi tiền của mình nhiều tiền thì khác, còn mình đang tiết kiệm tiền thì nó lại khác đó. Cho nên là anh em nhớ kỹ những cái phần nhỏ nhặt đó ha. Ví dụ như ngoài sau này ông anh này ông lấy 6 tấm pin 445W cộng với một con máy Lumentri 4kg đấy, thì Lumentri 4kg bữa nay giá chưa tới 10 triệu đâu anh em. Mà Lumentri thì anh em đừng có so sánh với Sumri, mà ngày hôm qua có anh kia anh so sánh Lumentri của em với con Evo, thì anh mới lấy con Sumri của em về anh gắn lên, con Lumentri của em về anh gắn lên và anh so sánh với con Evo mà trước đây anh đã xài đó. Thì em không có trả lời cái tin nhắn của ảnh nhiều, lý do là tại vì hai con đó đâu có so sánh được với nhau. Con Evo tuổi nào với con Lumentri anh em đó, còn cái vấn đề hòa lưới, vấn đề bám tải của Lumentri nó có triệt để hay không là do chúng ta cài thôi. Nếu anh em cài gặp khó khăn thì anh em cứ gửi cái password và cái mật khẩu qua cho mình để mình theo dõi từ xa và mình cài cho anh em sao cho nó ưu việt nhất ha, cho nó gọi là tiết kiệm điện nhiều nhất đấy. Sau khi anh em cài wifi xong là mình có thể cài từ xa cho anh em nha, cho nên là mình sẽ cài theo cái chế độ mà nó tiết kiệm điện cho anh em trong gia đình nhất có thể ha, thậm chí triệt tiêu luôn tiền điện luôn nếu anh em có bộ lưu trữ đấy. Đó là phần về inverter em nhắc lại ha, anh em có thể chọn eco. Bên em eco là cái loại mà off grid, nối lưới với bù lưới chứ không có hòa lưới nha, nối lưới bù lưới rất là thích hợp cho những anh em xài gia đình nhỏ tiết kiệm tiền hoặc là xài ở những nơi không có điện lưới. Đấy, có điện lưới cũng được có điện lưới cũng được nhưng mà xài phải có giới hạn nha. Ví dụ như mua con 4.2
là xài 3,8 kg trở lại thôi. Đó, mua con 7 kg thì xài khoảng 6 kg trở lại thôi. Đó, còn Lumen Tree nó khác, Lumen Tree lắc power dial hybrid nó khác, xài thoải mái, không có bị giới hạn. Tuy nhiên giá nó hơi mắc. Đấy. Rồi anh em có thể chọn một phương pháp đơn giản rẻ tiền hơn là lấy con dial hòa lưới bấm tải. Dial hòa lưới bấm tải, khỏi lưu trữ gì hết đó, anh em bấm vô là xài luôn ban ngày. Tuy nhiên cái hệ đó nó có hạn chế là cúp điện là nó ngủm, cúp điện là nó cúp luôn. Và ban đêm thì nó không có tác dụng gì. Đấy. Mỗi cái nó đều có cái lợi và cái hại riêng, cho nên nó còn tồn tại song song với nhau đó anh em. Tồn tại song song với nhau là hiểu rồi ha, có lợi và có hại riêng. Rồi tiếp theo nữa là anh em chọn bộ lưu trữ. Bây giờ bộ lưu trữ thì anh em bây giờ đơn giản thôi. Chúng ta mới mất nhiều tiền để mua tấm pin và mất nhiều tiền con đồ nè. Mất nhiều tiền để mua tấm pin và mất nhiều tiền để mua cái inverter. Bây giờ chúng ta hết tiền rồi. Chúng ta chỉ cần ra tiệm chúng ta mua những cái ắc quy nhỏ thôi. Ắc quy xe đạp điện, ví dụ giờ 4 cái cũ nó bán ra đi thì 4 cái nó cũng tầm chừng 600 ngàn thôi anh em. Mua về gắn vào, đấy, xài tạm một thời gian, coi cái hệ thống nó như thế nào. Đấy ha, chứ anh em đâu có cần phải bây giờ em ngán tiền quá đi. Em mới mua cái con lắc bên anh 16 triệu. Bây giờ em cần mua bộ lưu trữ 27 triệu mà em ngán tiền quá đi. Ai mượn mua bộ lưu trữ 27 triệu chứ. Đó, chúng ta chạy khỏi lưu trữ, hoặc là nếu mà ta thực sự cần lưu trữ để ta theo dõi cái vấn đề lưu trữ thì anh em chỉ cần mua 4 cái bình xe đạp điện thôi, 4 bình cũ thôi, không cần mới nữa. Hoặc là anh em nào có tiền hơn thì mua bình chi queo bây giờ 4 cái chắc cũng tầm 2 triệu ha, anh em gắn vào đó, thì cái phần đó là phần của anh em chứ mình không có bán bình. Đấy, cho nên mình khuyên anh em là bây giờ kinh tế khó khăn thì người ta mua tấm pin và con máy ta chạy trước, cái bình tính sao, hoặc là ta không gắn bình cũng được. Đấy, thì đối với con eco loại có ắc quy thì đòi hỏi anh em phải có ắc quy. Khi mà đòi hỏi anh em phải có ắc quy thì anh em cứ mua ắc quy nhỏ thôi đó. Hai cái bình xe đạp điện nó chỉ có 300 ngàn thôi, bình cũ á nha, bình mà người ta xài rồi á, về để gắn vô cho con máy nó chạy thôi, chứ không cần phải là đao to búa lớn gì đâu anh em. Chúng ta chơi cũng phải tiết kiệm, chúng ta chơi cũng phải đúng với túi tiền, chơi cũng phải đúng cái nhu cầu, phải không? Với lại ta trang bị từ từ, ta đừng có nôn, biết nó chạy như thế nào mà nôn, mà mua chưa gì hết là ta đã mua bộ lưu trữ 27 triệu rồi, vậy thì nó không có khả thi. Chúng ta khảo sát đi, sau này an tâm rồi hãy mua. Đấy, thì chơi từ từ lúc nào nó cũng thoải mái hơn. Khi mà inverter và tấm pin đã ok, rất ok rồi thì chúng ta gắn lưu trữ vào rất là nhẹ nhàng. Còn chúng ta đem nguyên đống chúng ta gắn một lần một thì nó ngán tiền lắm. Đó, với lại chúng ta chưa biết nó như thế nào ha, chưa biết nó hoạt động như thế nào mà ta đầu tư quá nhiều. Đấy, thì ở ngoài sau lưng em là cái em đang nói đó, 6 tấm pin, một con Lumen Tree 4 kg, tủ điện, rồi bộ lưu trữ. Tuy nhiên bữa nay em không có chở bộ lưu trữ theo, do anh này anh mua bộ lưu trữ này là chắc là phải đợi ráp, chứ còn mà nó không có sẵn. Bộ lưu trữ nó hơi lạ, nó hơi cái ampe nó hơi lạ, thường người ta ráp là 50 rồi 100 200 280, còn ví dụ như mình muốn ráp mà khoảng 40 ampe 70 ampe thì đâu có sẵn, anh em phải đợi ráp ha. Đó, còn nói gì phần phân tích mà bộ pin ráp á với bộ pin hãng á, lại nói thiệt với anh em là chưa chắc bộ nào ngon hơn bộ nào. Anh em cứ nghĩ là bộ hãng tốt hơn, chưa chắc đâu. Đó, nó dùng sale gì, nó bán giá bao nhiêu. Đó, dùng sale pin gì, bán giá bao nhiêu. Chứ không phải là pin hãng là tốt nha anh em. Cái này là nói thật ha. Nhiều anh em cứ bày xích cái loại pin ráp, nói pin ráp mà xài gì. Đó, thậm chí trước đây em có bán cho anh kia con Saco. Anh hỏi em có pin không, em nói có. Đối tác của em ráp. Anh thấy cái từ mà ráp á là anh chửi em một hơi luôn. Anh này ở miền Bắc nha, em không có nói tên. Anh chửi em một tràng luôn. Anh nói em á là bộ tưởng anh không có tiền hay mà xài pin ráp. Bây giờ tôi hỏi mua pin thiệt chứ đâu phải tôi hỏi chơi đâu mà giới thiệu tôi pin ráp. Bộ anh tưởng tôi là không dám chơi pin hãng hay là mà phải chơi pin ráp. Đó, thì cái vấn đề anh kỳ thị cái pin ráp. Cái vấn đề kỳ thị là anh rất là kỳ thị pin ráp luôn. Em cũng không biết tại sao luôn. Pin ráp mà anh em dám lấy cell EVE anh em ráp đi, nó ngon hơn pin hãng luôn. Đó, tuy là bên em đối tác nó không có ráp mạch giao tiếp, không ráp mạch giao tiếp nha, nhưng mà ráp BMS cân bằng đầy đủ. Nhưng mà chơi cỡ cell EVE đi
cái sale mà đang ráp bộ Cam A248 tụi em đang ráp á, thì em cam đoan với anh em là ngon hơn pin hãng, à ngon hơn pin thùng. À, pin thùng chưa chắc nó ráp được EVE đâu. À, anh em thấy pin thùng nó có thêm mạch giao tiếp nên em khoái, nhưng mà thực tế là chưa chắc thằng nào hơn nào ha. À, anh em suy nghĩ cho kỹ chứ không phải bài xích pin ráp. Em vẫn bán pin hãng, pin thùng có luôn, em vẫn bán pin ráp có luôn đó, nhưng mà em nói công tâm là như thế. À, chưa chắc thằng nào hơn nào, anh em cứ nghe ráp là anh em cứ chửi em là em không vui ha. Nói chung là đó là cái anh em chưa hiểu ha, chưa hiểu đó, chưa chắc nào ngon hơn nào. Thôi thì sáng nay em có một vài lời tâm sự với anh em, nếu bạn nào mà mua hàng thì cứ đăng ký nha. À, đăng ký thì chở kiểu gì thì em sẽ nói vào video khác, tại vì lúc này em đi dạy rồi, không phải bữa nào chở cũng được, có thể là tài xế chở, có thể là tài xế chở, hoặc là cuối tuần anh em mua vào dịp cuối tuần thì em chở, còn anh em mua vào cái dịp ngày thường á, thì tài xế chở đấy, thoải mái anh em. À, em đi dạy rồi cũng khá là bận, cho nên anh em mua hàng thoải mái là nhắn qua Zalo, cứ nhắn Zalo là hiệu quả nhất ha, nhắn Zalo là rất hiệu quả rồi.